Công ty cổ phần Vietco Bio thuộc tập đoàn Vietco Group là công ty có vốn đầu tư 100% của Hàn Quốc, là công ty bio chuyên về các sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi thủy sản, ứng dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật hiện đại. Mục tiêu của công ty chúng tôi là trở thành nhà cung cấp các sản phẩm chất lượng hàng đầu cho ngành chăn nuôi Việt Nam. Chúng tôi áp dụng khoa học, kỹ thuật cao để nâng cao hiệu quả kinh tế. Giá trị cốt lõi mà chúng tôi luôn theo đuổi đó là chất lượng, hiệu quả và an toàn. Văn phòng của công ty nằm ở trung tâm thành phố Bắc Ninh, số 11 Nguyễn Đăng, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh. Công ty cổ phần Vietco Bio cam kết đem lại nhiều giá trị gia tăng về lợi ích, đáp ứng tối đa sự hài lòng của quý khách hàng. Với phương châm chất lượng trên từng sản phẩm, chúng tôi mong muốn có cơ hội hợp tác với quý khách hàng, quý đối tác để cùng nắm bắt cơ hội, sáng tạo ra những giá trị mới, thành công mới để hướng tới một tương lai phát triển phồn thịnh, ổn định và bền vững. Các phòng ban của công ty: phòng nhân sự, nơi đảm nhận việc quản lý nhân sự và hỗ trợ hành chính. Phòng kế toán, đảm nhận các công việc liên quan đến tài chính của công ty. Phòng sức khỏe đời sống, có vai trò phát triển sản phẩm liên quan đến sức khỏe con người. Phòng nghiên cứu có nhiệm vụ nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm. Phòng chăn nuôi thủy sản, phụ trách thử nghiệm hiệu quả sản phẩm DM Farm, tư vấn chăm sóc chuyên môn cho khách hàng, trang trại, đại lý. Phòng marketing, đảm nhận tạo dựng hình ảnh và quảng bá sản phẩm của công ty. Các sản phẩm mà Vietco Bio đang nghiên cứu và phát triển: DM Farm, DCS682, môi trường pha tinh heo và pha tinh gà, Biopera 5, cao 3 kích. DM Farm là sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi mang tính đột phá, giải quyết mọi khó khăn trong chăn nuôi của người nông dân. Sản phẩm hỗ trợ tăng cường tiêu hóa và hấp thu trên vật nuôi, từ đó cải thiện được tình trạng phân tốt nhất, giúp vật nuôi tăng trọng nhanh, xuất chuồng sớm. Thức ăn tiêu hóa triệt để giúp giảm mùi hôi phát thải ra môi trường. Đặc biệt, DM Farm cũng có khả năng chống chịu kháng sinh. 안녕하세요. 나비바이오텍의 고정문 대표입니다. 이번에 비에코바이오에서 출시한 DM팜을 개발하는 데 있어 우리 나비바이오텍과 비에코바이오가 공동 개발을 했다는 것을 이제 말씀을 드리고자 합니다. 현장 연구는 비에코바이오에서 주도하여 베트남에서 많은 실험을 통해서 그 결과를 입증을 했습니다. 그리고 이를 통해서 많은 베트남의 농장들이 우리의 DM팜을 많이 사용을 하고 계시고 있고 이를 통해서 좋은 결과들을 많이 알려주고 계십니다. DCS682 sử dụng chủng Saka Zomiset Cezevize, đặc biệt có khả năng chống chịu kháng sinh, giúp cân bằng hệ vi sinh trong thời gian điều trị bằng kháng sinh, kích thích thèm ăn, hỗ trợ chuyển hóa và tăng cường hấp thu dinh dưỡng, giúp vật nuôi tăng trọng nhanh, xuất chuồng sớm, tiết kiệm chi phí cho người chăn nuôi. Đặc biệt ngày 30 tháng 6 tại Quảng Ninh, công ty tổ chức thành công buổi hội thảo khoa học chia sẻ kiến thức về thực trạng kháng kháng sinh và công bố kết quả nghiên cứu về hai sản phẩm. Qua kết quả nghiên cứu và chia sẻ của người sử dụng, DCS682 và DM Farm đều nhận được đánh giá cao về chất lượng. Nhằm tri ân khách hàng, hơn 1.600 kg DM Farm và DCS682 cũng như nhiều phần quà thú vị đã được trao tận tay khách mời tham gia. Vietco Bio tự tin khẳng định sản phẩm thức ăn bổ sung DM Farm và DCS682 là giải pháp tối ưu trong chăn nuôi, giúp chăn nuôi hiệu quả và an toàn. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang nghiên cứu phát triển sản phẩm môi trường pha tinh, đó là môi trường pha tinh heo và pha tinh gà. Sản phẩm được sản xuất theo công thức độc quyền, chuyển giao công nghệ từ nhà máy chuyên về nghiên cứu môi trường pha tinh heo hàng đầu tại Hàn Quốc. Biopera 5 là thuốc sát trùng chuồng trại chăn nuôi, có thể tiêu diệt được rất nhiều loại virus, vi khuẩn, nấm, bao tử nấm gây bệnh. Đặc biệt, đây là sản phẩm thân thiện với môi trường, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng và vật nuôi. Song song với việc cung cấp các loại phụ gia thức ăn chăn nuôi, đảm bảo nguồn thịt đầu ra giúp bảo vệ sức khỏe người dùng, Vietco Bio cũng đang trong quá trình nghiên cứu phát triển sản phẩm 3 kích, thực phẩm chức năng. Cao 3 kích mà công ty Vietco Bio đang nghiên cứu có tác dụng chống lão hóa, chống mệt mỏi, bảo vệ tim mạch, cải thiện khả năng sinh sản, tăng cường sinh lực, chống ung thư, ngăn ngừa loãng xương, thanh nhiệt, hạ hỏa, giải độc, kháng viêm. Như chúng ta đã biết thì trên thị trường hiện nay
các sản phẩm có nguồn gốc từ ba kích thường ở dạng viên nén hoặc là dạng rượu. Tuy nhiên thì có nhiều người lại không uống được rượu, do vậy việc tiện lợi khi pha ca ba kích với nước được sử dụng và đề cử ca ba kích là sản phẩm lựa chọn tối ưu đối với người tiêu dùng. Công ty cổ phần Vietco Bio cam kết đem lại nhiều giá trị gia tăng về lợi ích, đáp ứng tối đa sự hài lòng của quý khách hàng. Với phương châm chất lượng trên từng sản phẩm, chúng tôi mong muốn có cơ hội hợp tác với quý khách hàng, quý đối tác để cùng nắm bắt cơ hội, sáng tạo ra những giá trị mới, thành công mới để hướng tới một tương lai phát triển phồn thịnh, ổn định và bền vững.